tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Gai Gaming đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái server, đó là server Fun Survival và chế độ chơi là My Strike. Và bây giờ chúng ta sẽ vào server thôi. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký server. Và khi mà đầu tiên bạn vào á, bạn chưa đăng ký được server á, bạn chưa đăng ký được tài khoản á, thì bạn sẽ hiện lên cái khung này. Và để đăng ký được tài khoản thì bạn phải nhập badge vào đây. Đẹp trai là anh. Đó, sau khi bạn nhập badge vào đây thì bạn sẽ bấm ở đây là các bạn đã có thể vào được server. Bây giờ mình sẽ thoát ra nè. Sau đó mình sẽ vào lại. Thì khi mà bạn đã đăng nhập được server rồi á, thì bạn không có cần khởi tạo nữa. Bạn phải bấm đẹp trai là anh. Sau khi bấm xong bạn bấm cái này. Thì bạn bấm như vậy á, thì các bạn mới có thể đăng nhập vào server. Và ở đây mình sẽ giới thiệu cho bạn cái server đó là MyStrike. Và bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào server MyStrike nha. Thì ok, thì hiện tại mình đang có mặt ở trong server MyStrike đây bạn. Thì khi mà bạn vào á, thì server sẽ yêu cầu cài đặt một cái resource patch cho server nha các bạn. Đó, cài đặt một cái resource patch. Thì khi mà bạn cài xong cái resource nào truy cập vào server và chơi được ha. Thì ok, hiện tại mình đã cài xong cái resource patch rồi. Và bây giờ đó, thì mình sẽ coi thử cho trong đây chúng ta có những cái chế độ chơi gì. Và hôm nay chúng ta đang có 4 chế độ, đó là đặt bom, đấu đội, đấu đơn và zombie. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn hai cái server, đó là server gọi là cái gì? Đặt bom và zombie. Đấy, zombie cổ điển. Ngoài ra thì ở đây có rất là nhiều thứ nữa bạn. Phần thưởng khi xác minh nè. Thì cái này á là nếu bạn nào mà không hack á, thì các bạn có thể là xác minh cái này thì các bạn sẽ có được rất là nhiều cái quyền lợi. Thì những cái quyền lợi nào á thì mình cũng không rõ nữa nè. Được nhân đôi kinh nghiệm nè, không tốn tiền khi kích người chơi không xác minh nè, không bị kích vì nghi vấn hack nè, không bị lắc tàng hình đó. Thì nói chung là bạn có thể có được rất là nhiều cái quyền lợi khi mà bạn xác minh là mình là người chơi giỏi và không hack đó. Thì đó là xác minh như thế nào thì bạn hãy truy cập vào website my gọi là gì gunss.net đó, trên màn hình các bạn để bạn xác minh ha. Còn bây giờ đó chúng ta sẽ coi cái hướng dẫn cơ bản khi chơi nè. Thì bấm F để thay súng, bấm Q để vứt súng ra, bấm E để mở shop mua súng, ship để gỡ bom. Khi mà bạn chơi chế độ đặt bom thì ship nè, chúng ta phải ghi nhớ cái này. Bấm chuột phải để đặt bom và bấm chuột trái để zoom. Một tại sao là chuột trái để zoom? À, vì chuột trái để zoom thì khi nào mới bắn. Thì ok, thì bây giờ chúng ta sẽ các bạn thấy không, ở trên mình bấm tab lên này, có một số người chơi là đã xác minh nè, nhưng hiện tại thì mình cũng chưa xác minh nữa, mình lười quá. Bạn phải tải cái phần mềm về rồi bạn phải xác minh các thứ này, nó hơi lằng nhằng. Nhưng mà từ từ mình sẽ xác minh thôi, tại vì mình là một người chơi rất là fair play và mình sẽ không hack. Thì ở đây chúng ta có một cái shop là Gun Seller. Thì ở đây chúng ta có thể mua được súng đó bạn. Thì bạn thích súng nào bạn có thể mua. Và cái này á, bạn bấm chuột trái để mua. Và cái súng này hình như là cần bon nè bạn. Thì cái này là mua bằng bon thì phải. Thì chúng ta sẽ mua một cái khẩu Dual Infinity là một nè. Đó, ủa, mình mua chưa ta? Mình mua chưa? Bấm chuột trái để mua, bấm chuột phải để mua bằng bon. Bầm. Đó, bạn đã trừ đi 2400 bon vào tài khoản của bạn. Đấy, và mình đã nè, bạn bấm lên là ở đây, súng lục là chúng ta sẽ có được khẩu Dual Infinity. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mua một khẩu súng trường đi, mình thích súng trường. Đây nó có Barret. Ủa. Barret là súng nhắm mà, không phải súng trường đâu. Súng máy đây mình thử. Ủa, cái này có yêu cầu cấp độ nữa bạn. Mình nghĩ là hình như là phải có cấp độ thì mới sử dụng súng để bắn được. Mình cũng không rành nữa. Nhưng mà không sao. Ồ, không được. À, vậy là chúng ta không mua được những cái khẩu súng mà có yêu cầu cao. Thì bây giờ chúng ta chưa có level mà mình mới vào thôi. Mình chỉ có level 1 thôi, vậy là chỉ mua được súng lục thôi. Ồ, ok. Thì sau khi mua được súng lục rồi đó, thì chúng ta hình như đi qua đây nè. Thì ở đây nó có cái khu vực báu vật. Thì tức là những cái súng bạn mua đó là chỉ có những cái khẩu đó thôi nha. Còn nếu bạn muốn có những cái khẩu súng mới hơn, đẹp hơn á, thì bạn phải quay. Đó, rương báu vật một nè. Thì ở đây nó sẽ có những khẩu AK-47, AWM, KSG, Barret, RBK. Đó, có khẩu súng này của mình nữa nè. Nhưng mà mình đã mua rồi cho nên mình không cần nữa. Thì những cái khẩu súng này nó không yêu cầu level. Và bạn sẽ có chìa khóa. Bạn sẽ mua chìa khóa để bạn quay. Thì bạn đã hết lượt quay. Thì hiện tại mình chưa có chìa khóa. Thì mình sẽ cần phải đi ra mua chìa khóa các bạn. Thì ok, chúng ta sẽ đi vô đây. Và ở đây nè, có cái rương báu vật nè bạn. Bạn bấm vào đây. Và 49 đồng là các bạn sẽ mua được 10 rương. Ok, mình sẽ mua thêm luôn. Mình sẽ mua tầm 50 rương để chúng ta quay cho nó phê. Này là 40 rồi nè. 50. Đó. Trừ đó, bây giờ chúng ta đã có 50 lượt quay. Thì bây giờ chúng ta bấm chuột trái để xem. Ôi, ông này không đứng đây.
chuột phải để quay. Ok, mình còn 49 lượt nữa các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đứng đây coi chúng ta quay quay được khẩu súng gì, thì chắc chắn là thế nào bạn cũng trúng súng. Ủa 7 ngày. Thì ra là các bạn quay súng có ngày nha các bạn. Thì là quay súng có ngày. Ủa cái súng ngày để đâu rồi ta? Mình không thấy nữa. Cái này là khẩu Beret M99 7 ngày. Đó, thì các bạn quay thì hên xui sẽ trúng súng, nhưng mà hình như là không biết là có súng vĩnh viễn hay không. Thì bây giờ mình sẽ thì hơi lâu một tí, thì chúng ta sẽ quay thử tầm 10 rương đi ha. Chứ mà quay nhiều quá thì cái thời lượng video nó sẽ rất là dài, mình sẽ không có thể nào giới thiệu cho bạn nhiều cái tính năng khác nữa. Thì mình muốn giới thiệu cho bạn những cái tính năng trong server nhiều hơn. Cái quay rương này thì bạn có thể tự test được, đâu có cần mình ấy đâu, đúng không? Nạp bon vô rồi quay thôi. Mình vừa trúng được khẩu Chicago Thompson kìa các bạn. Đâu rồi? Chicago Thompson ở đâu vậy? Chicago Thompson ở một tiểu liên. Tuyệt vời, chúng ta vừa trúng được một khẩu đó, mình nghĩ là bắn zombie nó sẽ rất là ok đó bạn. Tuyệt vời chưa? Ha ha, có mấy ông vải MK9395. He. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay cho đủ hết 10 lượt nha. Rồi mình coi thử chúng ta có được khẩu súng gì vĩnh viễn nữa không. Những cái súng ngày thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rồi. Đấy. Phải MK9395 dễ tạo. He he. Ok, mình còn 2 lượt quay nữa bạn. Lượt này và 2 lượt nữa. Đấy. Toàn là súng 7 ngày không, khá là buồn ấy. Chúng ta sẽ coi thử coi cố gắng được một khẩu. Đúng rồi, nó một bệnh viện. Trời ơi, có 3 ngày. Ok, mình mua hơi nhiều nhưng mà mình nghĩ là nên quay như thế này là ok rồi đó các bạn. Đừng có quay nhiều quá, nhiều quá thì lượng rất là lâu. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chơi thôi. Thì súng ống đạn dược đã đầy đủ rồi, thì bây giờ vào thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái chế độ, đó là cái chế độ đấu đặt bom trước ha. Và ở đây có bao nhiêu người, trang hơi ít ha, thì ok chơi đất hai mình sẽ vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải tại vì trận đấu chưa 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 kết thúc các bạn, nên mình phải chờ đợi một tí. Chúng ta phải chờ đợi một tí rồi chúng ta mới có thể vào chơi được, chứ đang giữa trận chúng ta không thể nào vào chơi được đâu. Đây đây, cảnh sát đang chạy, cảnh sát đang chạy. Cái map này là map mô phỏng đi đất hai. Súng 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 bắn đâu vậy, súng bắn ở đâu vậy? Bom đã được đặt, bom đã được đặt. Đâu rồi? Bom đặt ở đâu vậy? Bom đặt bên B. Tuyệt vời, bom đang được đặt bên B. Đúng rồi, bom đang được đặt bên B các bạn ơi. Liệu cảnh sát có thể nào gỡ bom được không? Hiện tại là cảnh sát đang còn 3. Và bên ăn cướp chỉ còn 1. Không được rồi. Ăn cướp đã bị tiêu diệt. Bây giờ làm sao mình chọn phe được? Làm sao chúng ta có thể chọn phe được? MVP. Ê, Conan. Y Conan. Mình được cộng 3.500. Thì hình như là bạn có súng, sau đó bạn vô bạn mua thì phải. Mình cũng nhấn E để mở shop. Sau đó mình sẽ mua. Mình đang có 3.500. 4.500 thì có Chicago, chắc chắn là chúng ta sẽ có khẩu đó rồi. Mình sẽ mua khẩu súng trường, mình sẽ mua khẩu ba. Beret mình không đủ tiền. Ok, chúng ta sẽ mua khẩu AK47 và khẩu lục đôi. Tại vì lục đôi này nãy mình mua mà mình chưa kịp bắn. Ok, chúng ta sẽ đi nào. Sẵn sàng các bạn. Hiện tại bên kia, sao bên kia có hai vậy? Cướp có hai. Chuột phải bắn các bạn ơi. Ủa mình có mua đạn không vậy? Ôi chết rồi, mình không mua đạn rồi. Chết 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 rồi. Headshot. Ghê chưa, ghê chưa? Đừng đùa, đừng đùa. Có dao nữa nè. Tuyệt vời. Reset lại đạn. Bây giờ mình sẽ mua trang bị nè. Chúng ta sẽ mua mũ đặc nhiệm, giáp đặc nhiệm, cũng như là lưu đạn. Hình như mình chỉ có 30 viên đạn thì phải, mình cũng không có rành nữa. Ok, tiến lên. Thì bên kia đang có 3 người. Chạy nhanh là nút gì ta? Nút ship đi chậm. Chạy nhanh là control. Lên thôi. Đúng rồi. Nó vẫn như là Minecraft thường thôi. Bắn chuột phải. Bắn được, bắn chuột phải nha các bạn. Cổ lên. Ok, mình sẽ núp coi. Đi chậm là ship nha các bạn. Ok. Rồi 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 rồi. Ở bên 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 này không có đâu bạn. Mình nghĩ là mấy ổng đang đang đi lên A.
ta phải chạy thiệt là nhanh lên. Ok, đây 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 đây, mình nghĩ là mấy ổng sẽ xuất hiện ở đây. Oh no 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 no, chết 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 mình rồi, chết mình rồi, mình còn có 3 giọt thôi, chết rồi, làm sao đây? Đúng rồi, ném đồ đạn vô. Ok, đi vào đi vào đi vào, bom sắp nổ rồi bạn ơi, chúng ta thua rồi. Mở gỡ kỳ bông, gỡ kỳ bông. Ô tuyệt vời quá. Ê, Conan này có vẻ là bắn rất là chuyên nghiệp các bạn. 8-1 kìa, tuyệt vời. Ok, chúng ta xém chết các bạn. may mà mình đã gọi là giết một và chết không, là tuyệt vời. Đấy, bên này có vẻ cân cân rồi đó, một bên là 6, một bên là 5. Ok, go, chạy lẹ, mình sẽ đi qua bên này, cẩn thận súng nhắm nữa các bạn, đừng có đùa, có súng nhắm nữa đó. Bây giờ mình sẽ đi qua bên này để cam, mình sẽ cam B. Nghe tiếng các bạn. Bình tĩnh. Ô, mình bắn gì mà ổng không chết ta. Xui quá, mình bắn như vậy mà ổng không chết. Thật là buồn quá đi. Ok, bên mình lại tiếp tục chiến thắng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là vô lại và mình sẽ bắn súng. Mình nghĩ là mình nên bắn khẩu Barrett. Tuyệt vời. Và chúng ta sẽ mua một khẩu đua. Đó, và mua giáp. Rồi ok. Súng này nhắm là chuột trái bạn. Nhắm là chuột trái, bắn là chuột phải. Bị giật giật á. Nhắm bị giật giật các bạn ơi. Ồ ồ ồ ồ, chết. Ok, ông đó, ông đen. Ồ! What the? Mình đứng, ông bắn trước mặt mình luôn. Ồ, ông này bắn ghê á. Ông này bắn rất là hay. Trời ơi, chết luôn. Chà, bên kia đang có top kill. Ghê thật, bắn một mồm mà sao top kill. Nha. Yeah. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trả thù nè. Mình bắn có vẻ chưa quen lắm. Cho nên chúng ta sẽ hết tiền rồi. Bắn khẩu tay 21 vậy. Rồi, mình còn có 100 đồng. 100 đồng mua được gì không? Rồi luôn, 100 đồng không mua được gì hết. Ok, chúng ta sẽ chạy đi. Thì khẩu này có 30 trên 90 viên đạn. Hy vọng là chúng ta sẽ không làm tạ trong cái game này. Đó. Ok, không có ai hết các bạn ơi. Ôi, ông này bắn súng gì ghê vậy? Ông giết chết mình bằng súng nhắm, hèn gì. Bắn ghê thiệt chứ, mình bắn gà quá. Bắn vô cái map này ngu người luôn. Bom đang đặt ở khu A. Đồng đội tôi đâu rồi? Đồng đội tôi ơi. Ồ, đây là được xây dựng cái map theo phong cách rất là đẹp, rất là tuyệt vời các bạn. Mọi thứ được mô phỏng. Đồng đội tôi đâu rồi? Gỡ đi anh ơi. Đúng rồi, gỡ đi anh ơi. Trời ơi, ông kia ông cầm khẩu gì ông? Ông cầm khẩu gì? Ông RPK hay cái gì? Ông xẻ khí thế luôn. Cố lên. Gỡ bom đi, cố lên. Yes, tuyệt vời. Yes, bên mình bắn rất là hay các bạn ơi. Có điều mình bắn không hay thôi. Mình chết 3 và chỉ giết được có 1 à. Mình khá là ngu người. Ok, mình sẽ quay lại, mình sẽ bắn mấy khẩu nào mà dễ bắn á. Ok. Thì mình còn 500, mình sẽ mua cái giáp để chúng ta bảo vệ đầu. Chứ mình sợ chết lắm. Ok, bây giờ mình sẽ đi thẳng lên luôn nha. Mình sẽ không có dừng lại nữa, mình sẽ đi thẳng lên luôn. Ok, cần nghe có tiếng súng nhắm bạn ơi. Thật sự là cẩn thận. Yes! Thấy chưa? Mình mới bắn headshot đó. Bây giờ mình lập súng như thế nào đây? Quy đã vứt súng đúng không? Nhưng mà thôi, không thèm vứt đâu. Bắn hết thì mới được gài đạn.
Ồ, hình như là ủa, bom được đặt ở đâu rồi? Bom được đặt ở đâu vậy? Yes, lại giết được thêm một người nữa. Ui, vứt súng. Ok, chúng ta làm được một khẩu EUG. Khẩu này có thể zoom được đúng không? Không zoom được. Thôi kệ, không sao. Thì bên kia chỉ còn có một thôi và đặt. Yes, thiệt chứ. Một pha gọi là gì? Hơn triple kill. Ba mạng là triple kill. Vô gỡ bom, vô gỡ bom. Ship, ship. Rồi, ok. Có ông đã gỡ rồi. Mình một pha triple kill dành cho MK9395. Một pha triple kill dành cho MK9395. Ok, mình sẽ thử một game nữa nào. Bắn ghê thiệt chứ. Lỡ nào, ông kia bắn hay được 13 chết 3 các bạn. Phải có ông thêm 10 chết 2 nữa, mà mấy ông đó đã xác nhận rồi, chắc chắn là không hack đó các bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ không bị phát hiện. Lên thôi, có ai không? Oh no. Ồ, mình bị lắc à, vừa mới ra cái ông bắn một cục chết luôn. Ok, thì sau khi mà bắn thử mấy cái chế độ đặt bom thì mình rất là thích rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử qua cái chế độ zombie này nè. Đó, cái bộ zombie này được rất là nhiều người chơi, nhiều hơn cái chế độ ấy luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào đây thử cái chế độ zombie nè các bạn. Đây là cái map gọi là Market. Đó, đây là map giống như là C4 nè. Đó, bây giờ chúng ta sẽ mua khẩu súng MG3. Lúc ok, chạy thôi bạn ơi, chúng ta sắp chết rồi. No, lên sắp rồi. 8 giây nữa zombie sẽ xuất hiện các bạn. Đây có cái gì ngon nè, cái chỗ này ngon nè các bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ không có bị, hy vọng là ông này không biết là zombie. Ok, ở trên này an toàn các bạn ơi. Zombie ở đâu? Zombie ở đâu rồi? Zombie đâu mình? Zombie đấy hả? No! Chạy bạn ơi! Ê! Ủa, đồng ý đuổi ai vậy? Yêu cầu suốt tiểu cường ra khỏi phòng. Phải, mấy ông này chơi rồi còn đánh nhau rồi còn đuổi nhau nữa. Chơi mà chơi vui chứ còn đuổi nhau làm cái gì. Mình bị chết rồi. Ủa, nếu này chết là không được chơi lại luôn. Lý do ném bom như LOZ. ghê không, có tiếng nữa các bạn, rất là chuyên nghiệp. Min server này làm rất là chuyên nghiệp các bạn. Rồi ok, ta sẽ tiếp tục chạy thôi. Không biết là cái này mà có giống chế độ kia là sẽ có người biến thành zombie không nữa. Ủa là sao? À, hình như là mình đã biến thành zombie rồi các bạn. Hình như là mình biến thành zombie rồi phải. Hay không? Ủa đúng không? Ủa mình đúng không ta? Hay là mình mình bị zombie giết rồi. Bắt đầu hết chưa kịp nữa. Thiệt luôn, mình chết lúc nào mình không biết luôn. Rồi bây giờ chúng ta sau chết thì chúng ta chỉ phải chạy chạy vòng vòng thôi, chứ không có được biến thành zombie như là trong chế độ C4 đâu. Xong rồi zombie V4 của đột kích đó các bạn. Đó, nhưng mà chơi cũng khá là vui á, nhưng mà chưa kịp chơi mà đã chết rồi. Phải nồi thiệt chứ. Không thể tin được. Chưa kịp chơi đã chết. Các bạn thấy có ai như mình không? Chưa kịp chơi đã chết. Ủa gì vậy? Ủa, tại sao mình bị bắn? Ủa, tại sao mình bị bắn? Ủa, hay là mình là con zombie? Hay là mình là con zombie ta? Hay là mình nghĩ là mình là zombie đó bạn, mình có 4000 máu thì phải. Phản công. Oh, là mình super.
Ôi bắn rác quá. Ok ok. Oh yeah, mình mới vừa viết được giết được một thằng. Cho nó biến lên thành zombie đi. Tuyệt vời. Oh yeah, come on baby. Holy. Oh tuyệt vời. Mình đã có 2-1 các bạn. Bạn có thấy mình ngay chỗ khu vực top 4 á, từ trên xuống là 2-1. Oh yeah, bây giờ chúng ta sẽ phải đi săn người. Đây. Yes, zombie đã win. Thật là tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Ủa, trò chơi đã kết thúc rồi hả? Oh, hình như là bắn 16 hiệp giống như ở trong C4. Đấy, rất là tuyệt vời. Nếp cũng thấy. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thể tiếp tục nữa bạn, bắt đầu trong vòng 24 giây. Nếu như các bạn thích thì có thể vào đây chơi. Đây là server myfs.net nha bạn, gọi là Fin Survival. Thì đây này có IP nè. IP là sv.finfs.net. Thì nếu bạn nào thích thì hãy chỉ cập vào đây để chơi. Có nhiều chế độ như là đấu đơn, đấu đội, đặt bom, zombie. Thì hai chế độ được nhiều người chơi nhất đó là đặt bom và zombie. Thì mình cũng rất là thích những cái chế độ trong đây. Ngoài ra thì bạn cũng có thể quay súng, mua súng, các thứ. Và cũng như là vô đây bắn zombie. Và bạn phải chạy trốn khỏi những con zombie. Cũng như là bạn biến thành zombie thì bạn đi săn người lại thôi. Bạn quýnh tay không thôi. Tại vì mình nhìn thấy skin của mình, nhưng mà người ta nhìn thấy mình là con zombie các bạn à. Cho nên bạn phải chú ý cái điều đó ha. Đấy, mình sợ quá. Giờ sao đây? Ồ, mình biến mình vãi nồi, mình bị biến thành zombie. Holy shit. Ok, ok. Ok, lady killer. Oh yeah. Oh yeah. Ông này biến thành zombie nè. A a, đừng bắn tôi. Oh yeah. Chạy. Chạy hả? Chạy, chạy. Ô, ông này chạy nhanh vậy. Nhưng mà sao nhanh một mình được. À, mình bị rớt xuống đây rồi. Go, no, 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 no. Chạy, chạy đi, chạy đi. Chạy, chạy trốn đi. He, 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 he. Chạy đi. Mình đang còn 3.000 máu. Yeah. Rồi, chết ông này rồi, chết ông này rồi. Yes. Thật là tuyệt vời. Mình rất là nhanh tay các bạn. Mình đã tiêu diệt ông này ngay trên lập tức. Oh, yeah. Trời ơi, sao nhảy lên không được. Ok, ok. Ok. À, à, đừng bắn em. Oh no, no. Con em này bắn rác quá. Ok, hello. Hello. Ông đâu rồi, ông đâu rồi. Làm sao mình nhảy ở đây được đây. Ok, không nhảy được thì bỏ. Bắn không trúng đâu. Bắt cua ghê lắm. No. Ồ, khổ lên bạn ơi. Mình bên kia còn rất là đông. Bên mình zombie rất là ít. Nên ta phải cố lên, tiêu diệt zombie thôi. À, này thì chạy. Chạy đâu cho thoát. Chơi rất là ghê gớm. Ồ, chặn đầu ngay. Ok, ok. Ok nào. Ông này núp trên này, ok, ông này. Ông này sao có thể nhảy ở đây được hay ạ? Ông này nhảy ở đây hay ạ? Hello, excellent, tuyệt vời. Hello. Ok. Ok, còn ai nữa không? Còn ông nào nữa, ông nào trốn nữa. Thì cái map này hình như là được nhiều người chơi nhất đó bạn. Thì bạn chỉ việc chạy 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 và đánh tay không khi mà bạn biết. Ồ, mình nghe thấy tiếng súng, mình nghe thấy tiếng súng. Với gọi là cái gì? Bản năng của một con zombie. Hello, my friend. Hello. Hello, hello, hello. Ồ, bắn không trúng bạn ơi. Hello. Ôi. Ông này chơi gì kỳ quá. Ok, chúng ta sẽ bắn một game nữa nha. Mình sẽ bắn một game nữa nào. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. Cố lên, chúng ta sẽ bắn thêm một game nữa nào. Ôi chết rồi, chỗ này là chỗ nào vậy? Phải có cái chỗ nào để đường mình chạy chứ. Ok. 4, 3, 2. The zombie is coming. Ok, BD.
Ông tới kìa, ông tới kìa, ông tới kìa, cố lên bạn ơi, chạy thôi. Ông tới kìa. Ủa ông có đuổi mình đâu, hên quá, hên quá. Zombie đuổi mình nè, zombie đâu rồi, zombie đâu rồi, gà đạn anh ơi, gà đạn đi anh ơi. Ok, chúng ta lên đây là với anh em với nhau là mình thấy cái sự gọi là an toàn ở trong này rồi. Giết 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 giết. Ơ ông này cầm dao vô chém nữa kìa, ngu ngáo ngáo ợp. Giết ông này mới được, giết bắn ông này luôn, cái tội ngáo, cái tội ngáo, cái tội ngáo đó, cái tội ngáo. Chết rồi, mình hết đạn rồi bạn ơi, mình hết đạn rồi. Không thể nào, ok, mình còn 3/50. Không có đâu rồi. Bắn ông đi. Hết đạn, hết đạn, hết đạn. Rồi, chạy thôi, hiện tại mình chỉ còn súng lục thôi à. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể gọi là chiến thắng được cái game này. Ok, đâu rồi? Trời ơi. Sao càng ngày zombie càng nhiều vậy? Chúng ta phải đứng đây thủ thôi. Ok. Chúng ta phải đứng đây thủ thôi bạn ơi. Sợ quá. Ok. Ok, bắn, bắn. Ủa cái này không gà đạn được hả ta? Hồi nãy mình quên mất cái nút gà đạn là nút gì, mình nghĩ là nút R. Mà chắc không phải. Ok, chúng ta đã chiến thắng rồi các bạn ơi, thật là tuyệt vời. Thì hiện tại bây giờ mình sẽ ở đây và chơi nốt cái trận game này, còn mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Nếu bạn nào thích hãy like và share cũng như là click đăng ký theo dõi channel của mình, cũng như là truy cập vào server myfs.net để chơi cùng mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.